Giống như tên gọi, kênh ngã bảy nằm ngay nơi giao nhau của bảy tuyến sông Cái Côn, Mang Cá, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Xẻo Môn, Lái Hiếu, Xẻo Vông. Nơi đây từng là một thỏa nổi tiếng ăn nên làm ra với làng nghề đóng thuyền ghe xuồng phục vụ nhu cầu lưu thông trên sông nước miền đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng thời vàng son đó đã là dĩ vãng. Kênh ngã bảy hôm nay không còn nhộn nhịp tấp nập như giai thoại ra đời của Tình Anh Bán Chiếu. Nghề đóng thuyền ghe xuồng cũng thế, chỉ sót lại vài người bán nghề. Để giữ nghề truyền thống và tạo kế sinh nhai, một số người phải chuyển đổi sang đóng thuyền composite hoặc chuyển sang đóng thuyền biển. Cơ sở đóng tàu thuyền Đức Thành của ông Nguyễn Văn Lộc là một trong những cơ sở tiên phong chuyển sang đóng tàu biển. Chuyển sang nghề này từ năm 1997, đến nay xưởng tàu của ông là cơ sở đóng tàu lớn nhất khu vực ngã bảy. Cơ sở của ông Lộc chuyên đóng tàu cá công suất từ 600 đến 700 CV đánh bắt xa bờ, giá trị lên tới hàng tỷ đồng một chiếc. Đóng thuyền biển đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp, nếu làm thủ công sẽ tốn rất nhiều nhân lực và thời gian, thậm chí có thể kéo dài đến 6 tháng trời. Chính vì vậy, để phù hợp với nhu cầu phát triển, những người dân nơi đây cũng đã trang bị cho mình những thiết bị hiện đại để phục vụ cho nghề. Tại vì thứ nhất là lúc trước là đóng ba cái ghe xuồng tam bản đi sông này với vỏ lãi. Nhưng mà từ từ làm như nó đóng cửa hết, là tại vì nó cũng như theo cái chiều hướng của nhiều khi nó phát triển thì mấy người đó đu theo không kịp. Là cái thời điểm trước là lao động chân tay không à. Ví dụ như cưa đâu có cưa máy, bào cũng đâu có bào máy đâu. Đóng một chiếc tính ra là cũng 4-5 tháng mới có rồi. Còn bây giờ là có điện đài này nữa, thành ra máy cưa có nè, bào có, khoan có. Thành ra bây giờ thì đóng tiến độ nó nhanh gấp đôi. Với máy móc và công cụ hiện đại, chỉ trong vòng từ 2 đến 3 tháng, một chiếc tàu biển công suất lớn lại có thể ra khơi. Đời sống của người thợ cũng ổn định khi thu nhập có phần khấm khá hơn. Hiện mỗi năm, ông Lộc đóng được 5 đến 6 chiếc. Ngoài ra ông còn sáng tạo đóng thêm các loại tàu chở khách du lịch khi có đơn đặt hàng. Tương tự như cơ sở của ông Lộc, cơ sở đóng thuyền của gia đình ông Thái Sơn Hùng, 57 tuổi, cũng đã chuyển sang nghề đóng tàu biển từ năm 1992. Cũng nhờ ứng dụng các thiết bị hiện đại, khi nghề đóng tàu biển vẫn đắt khách, cơ sở công Thái Sơn Hùng lập thành doanh nghiệp tư nhân, trại đóng tàu biển mang tên Thái Hùng. Cơ sở này mỗi năm đóng từ 15 đến 20 chiếc tàu đặt cá công suất chủ yếu khoảng 400 CV, giá trị trên dưới 300 triệu đồng một chiếc. Trước mắt là mình phải làm cái như cách mình phải đóng đồ cho khách hàng mẫu mã đẹp, tốt. Rồi mà giá nó cũng phải chăng nữa, khách hàng ta tới tìm tới mình mới giữ ngành nghề duy trì nó lâu dài được, chứ mà mình coi như là đóng ra sản phẩm mà không được đẹp, không được tốt mà giá mình bán giá cao quá, người ta cũng đâu có tìm tòi đến đây người ta mua, người ta sắm gì. Mặc dù nghề đóng tàu vẫn còn những khó khăn như nhu cầu nguyên liệu gỗ rất lớn, phải nhập từ nước ngoài với chi phí cao, gặp khó khăn trong việc di chuyển thuyền ra sông lớn để bàn giao cho khách, nhưng bằng sự kiên nhẫn yêu nghề, bà con đã tự mày mò học hỏi, cải tiến cách làm để phù hợp với xu hướng phát triển. Thông qua đó, bà con cũng đỡ nhọc nhằn vất vả hơn xưa. Trong nước mình là giờ gỗ miền Đông, giờ nó không đủ cung cấp cho xài, bây giờ mình phải xài gỗ của nước ngoài. Tôi cũng mong muốn cho nó tồn tại chứ. Tại vì cái nghề này hồi đó tới giờ mà, hồi thời ông cha tôi tới giờ mà. Bây giờ tôi sẵn sàng, tôi lớn tuổi, nếu mà tôi mà không còn làm nữa thì con tôi nối tiếp à. Hình ảnh dòng kênh ngã bảy với hàng trăm chiếc thuyền buôn bán ngược xuôi vẫn khiến du khách có đôi phần luyến tiếc ký ức xưa về một địa điểm một thời vang danh khắp sông nước miền Tây. Giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và sự sung túc từng ngày, có lẽ cũng cần có sự lựa chọn nhất định. Dẫu vậy, bằng sự thay đổi tư duy, bà con làng nghề vẫn cố gắng lưu giữ từng ngày cái hồn nghề trường tồn theo sự đi lên của đất nước. Dẫu vậy, bằng sự thay đổi tư duy, bà con làng nghề vẫn cố gắng lưu giữ từng ngày hồn quê trường tồn theo sự đi lên của đất nước. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi sau, cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào.